Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Tràng Thắng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tả Thanh Oai và Nguyễn Thúy Dương, cựu kế toán, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khi tại chức, ông nhiều lần chỉ đạo thủ quỹ tạm ứng hơn 200 triệu đồng từ ngân sách để chi trả các khoản sai nguyên tắc như chúc Tết, mua bánh kẹo, làm phong bì tiếp khách, mừng tuổi, chi trả tiền điều hòa. Cáo trạng xác định, giữa năm 2019, xã Tả Thanh Oai xảy ra bệnh dịch tả heo châu Phi nên được Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì hỗ trợ hơn 10,5 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Để vận chuyển vào đào hố chôn lấp tiêu hủy heo nhiễm bệnh, bị can Nguyễn Tràng Thắng đề nghị các hộ dân có xe công nông, máy xúc hỗ trợ và trả tiền công mỗi chuyến. Tuy nhiên công nông, máy xúc của người dân là phương tiện tự phát nên không xuất được hóa đơn. Nguyễn Thúy Dương đã báo cáo, đề xuất Nguyễn Tràng Thắng liên hệ với các công ty để xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Ủy ban Nhân dân xã và được Thắng đồng ý. Dương sau đó liên hệ với 4 công ty để xuất 15 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền là 658 triệu đồng. Trong đó các công ty giữ lại 12% tổng tiền thanh toán trên hóa đơn, tương ứng gần 72 triệu đồng để nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, còn lại hơn 586 triệu đồng chuyển cho Dương. Thực hiện theo chỉ đạo của Thắng, Dương chi trả hơn 370 triệu đồng tiền hỗ trợ công nông và máy xúc cho người dân. Số tiền còn lại hơn 200 triệu đồng, Dương đưa cho Thắng và thủ quỹ để hoàn trả các khoản chi sai nguyên tắc. Số tiền này được xác định là thiệt hại cho ngân sách nhà nước.